bản 200 người sống biệt lập trên núi cao. Bao quanh xóm này là khe núi vượt sâu, cho nên là đường đi lại rất là khó khăn, hiểm trở, biệt lập ở ngoài. 12 năm trong nghề từng dạy ở những điểm trường khó khăn, nhưng đây là điểm trường khó khăn nhất. Thôn Đồng Vái là một trong những thôn xa nhất của xã Ngăn Tỉ. Trong thôn này chia thành hai xóm, mà cái xóm hiện tại chúng ta đã đứng đây thì là xóm Giảng Đồng Vái, có 31 hộ, 182 khẩu. Lên ở cái xóm này phải đi bộ 1,8 cây nữa. Đường lên điểm làng biệt lập không thể đi xe máy được nên là mình phải đi ở điểm dưới thấp để chuẩn bị hành trình bước bộ lên. Đường lên khó cao, đá đi gập ghềnh quá. Đi đến nửa chặng đường thì mỏi chân. Muốn kịp giờ là không được nghỉ nhiều. Vẫn còn một chặng cao trên này nữa. Đây này, khó đây này. Cách đây khoảng 300 năm thì ông Tráng Chiều Sáng đây ông được phát hiện ở cái xóm này và khai hoa. Thì đời của tôi là đời thứ 5 rồi và đời con cháu tôi nữa là đời thứ 6, thứ 7. Những cái bao phân đạm đến những cái bao gạo, bao thóc đến ở cái xóm dưới là đều phải vùi trên vai, vùi trên lưng thì mới có thể về đến nhà được. Cuộc sống của bà con thì nó là chủ yếu là tự cung tự cấp, càng ngày càng đông cho nên là cũng không thể đủ sinh hoạt được. Thu nhập trung bình ở đây thì hơn 800.000 đồng trên một tháng một hộ. Bà con trồng ngô để sử dụng luôn cái ngô để làm cái lương thực hàng ngày. Ngô của mình thì chủ yếu trồng về để làm mẹ mén nấu ăn. Bữa chính của gia đình thừa đấy thì là mình dành để nấu rượu, đem rượu đi bán để có đồng tiền cho con cháu đi học. Muốn ăn cơm gạo mà nhưng không có ruộng thì không làm được gạo, bắt buộc là phải ăn mẻ mén. Nếu như tới đây mà nhà nước đầu tư con đường ấy lại nó dễ thì mình có thể đi mua gạo về ăn. Gà quế lợn thì mình nuôi ở trong cái xóm xã Đồng Vái ấy rất thuận tiện về những vấn đề chăn nuôi, nhưng mà khi mà mình nuôi vú được béo và nuôi được nhiều thì không có ai vào để thu mua với cái giá rất là thấp. Như con bò mà nó không biết đi thường là xảy ra cái tai nạn là bị lăn dóc chết. Có người thì ví dụ như là trường hợp ốm đau 2013 có 5 ca bị ngộ độc bánh trôi, không có đường cho nên là đưa đi viện thì không cấp cứu được. Với tất cả các chị em trong trường ai cũng vậy, lên cái quả núi này ngày đầu tiên ai cũng cảm thấy mệt mỏi và trong tâm trạng suy nghĩ là muốn bỏ nghề quay về. Nhưng với lòng yêu nghề mến trẻ, các con đang ở một ngôi trường biệt lập không thể nào xuống được vùng thuận lợi để học tập. Nên chúng tôi là một giáo viên mầm non cố gắng cõng chữ và vượt núi để lên với các con. Thế con giáo đồ các bạn biết chữ gì đây? Lớp của tôi là đặc thù là các cháu ở một cái làng khó khăn biệt lập có 17 cháu vẫn được học ở tại thôn. Với các cháu ở tiểu học vẫn phải hàng ngày vượt qua quả núi để xuống đến trường chính để học. Em muốn biết cả chuyện em đi học. Bố mẹ không ở nhà đó, không có ai đi đưa đi thì nó 2-3 ngày nó mới đưa đi. Đó xa, đi bộ nó khó. Huyện cũng đang tập trung và dự kiến cái nguồn vốn để đầu tư làm con đường từ trung tâm thôn Đồng Vái vào đến xã Cán Tỉ. Dự kiến là cuối năm 2022 sẽ khởi công, trong năm 2022 và 2023 thực hiện hoàn thành cái con đường này với dự kiến vốn hơn 4 tỷ. Mong muốn mở một con đường lên đến xóm để bà con đi lại thuận tiện, đỡ vất vả. Có đường thì bà con mới có thể là phát triển kinh tế được.